hạn chế của ChatGPT. ChatGPT, giống như bất kỳ mô hình học máy nào, có những hạn chế về khả năng và hiệu suất của nó. Một số hạn chế khi sử dụng ChatGPT bao gồm: thành kiến dữ liệu data bias. ChatGPT được đào tạo trên một tập dữ liệu văn bản lớn. Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch trong cách hiểu và tạo văn bản. Ví dụ, nếu dữ liệu đào tạo chứa ngôn ngữ phân biệt đối xử hoặc có tính thiên kiến, ChatGPT có thể sao chép và phổ biến những thành kiến này trong sản phẩm đầu ra của nó. Thiếu hiểu biết về các lý luận của thế giới con người, Common Sense, ChatGPT được đào tạo dựa trên dữ liệu văn bản và không được thiết kế để hiểu thế giới thực và lý lẽ của con người. Điều này có nghĩa là nó có thể không hiểu ngữ cảnh hoặc đưa ra những suy luận trông có vẻ hợp lý nhưng không chính xác. Điều này con người chúng ta có thể nhận biết rõ ràng, nhưng đối với công cụ như ChatGPT thì không đơn giản như vậy. Hiểu biết hạn chế về thành ngữ và châm biếm. ChatGPT đã được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản, nhưng nó có thể không hiểu nghĩa bóng của các thành ngữ hoặc châm biếm. Đó là một đặc điểm chung của ngôn ngữ loài người. Tính đa dạng hạn chế trong văn bản được tạo. ChatGPT được đào tạo trên một bộ dữ liệu văn bản khổng lồ, nhưng nó có thể tạo ra các phản hồi lặp lại hoặc tương tự nếu đầu vào quá giống nhau. Chất lượng của đầu vào quyết định chất lượng đầu ra. Chất lượng của đầu vào cũng ảnh hưởng đến chất lượng của đầu ra do ChatGPT tạo ra. Điều này có nghĩa là nếu đầu vào được cung cấp không rõ ràng hoặc không chính xác, thì đầu ra do ChatGPT tạo ra cũng có thể không chính xác. Yêu cầu cao về bộ nhớ và tính toán. ChatGPT là một neural network, mạng thần kinh lớn và yêu cầu tài nguyên tính toán đáng kể để chạy. Điều này có thể gây khó khăn cho việc triển khai ChatGPT trên các thiết bị với môi trường sử dụng hạn chế về tài nguyên. Mối quan ngại về đạo đức, khả năng ChatGPT tạo văn bản giống con người làm tăng mối lo ngại về đạo đức, chẳng hạn như khả năng tạo nội dung giả mạo hoặc lan truyền thông tin sai lệch. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng dấy lên lo ngại người học sẽ sử dụng ChatGPT để gian lận trong việc soạn thảo các bài luận, giải bài tập hay vượt qua các vòng phỏng vấn. Khả năng diễn giải hạn chế, ChatGPT là một mô hình học sâu, deep learning và rất khó để hiểu cách nó đưa ra quyết định. Điều này gây khó khăn cho việc xác định và sửa lỗi. Dữ liệu được đào tạo cho mô hình có độ trễ lớn. Kiến thức mà ChatGPT được đào tạo dựa trên dữ liệu cập nhật đến năm 2021, do đó có nhiều hạn chế trong việc cung cấp phản hồi cho những yêu cầu trong thời gian thực mới nhất.